Thủ tướng Netanyahu đề nghị chính phủ Israel ủng hộ một thỏa thuận với Hamas, mô tả đây sẽ là quyết định khó khăn nhưng đúng đắn. Chúng ta đang trong chiến tranh. Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta đạt được toàn bộ mục tiêu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 21 tháng 11 để thảo luận về một thỏa thuận với Hamas, lực lượng kiểm soát giải Gaza, có liên quan đến trao đổi con tin. Thủ tướng Netanyahu nói giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu và ông cam kết thực hiện mục tiêu này chúng ta đang đối mặt một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn. Chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả trở về. Cuộc chiến có nhiều giai đoạn và việc con tin trở về cũng vậy, ông Netanyahu cho biết. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hamas ngày 21 tháng 11 cho biết lực lượng này gần đạt một thỏa thuận với Israel, với Qatar làm trung gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mujed Al-Ansari An cùng ngày nói họ rất lạc quan và hy vọng về thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết một thỏa thuận tạm dừng bắn đang rất gần và có thể sớm đưa một số con tin trở về. Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine, PIJ, ở Gaza đang giữ khoảng 240 con tin, chủ yếu là người Israel, sau cuộc đột kích vào nước này ngày 7 tháng 10. PIJ có quy mô nhỏ hơn và ủng hộ Hamas. Các nguồn tin từ Hamas và PIJ nói thỏa thuận sẽ có một lệnh ngừng bắn 5 ngày, gồm ngừng bắn trên bộ và Israel dừng các hoạt động trên không ở Gaza ngoại trừ miền bắc khu vực nơi lực lượng của theo avi sẽ chỉ dừng 6 giờ mỗi ngày theo thỏa thuận khoảng 50 đến 100 dân thường israel và mang hai quốc tịch có thể được thả để đổi lấy khoảng 300 phụ nữ và trẻ em palestine đang bị israel giam trong các nhà tù thỏa thuận cũng sẽ cho phép lên tới 300 xe tải thực phẩm và hàng cứu trợ vào giải gaza Kênh Channel 12 của Israel đưa tin nội các nước này có thể chấp thuận thỏa thuận với Hamas. Việc trao đổi được cho là diễn ra theo từng giai đoạn, với 12 người được thả mỗi ngày và có thể bắt đầu sớm nhất ngày 23 tháng 11. Israel sẽ công bố danh sách tù nhân Palestine tương ứng và người dân nước này có 24 giờ để kiến nghị về danh sách. Hamas trước đó trả tự do cho bốn con tin, gồm hai công dân Mỹ vào ngày 20 tháng 10 và hai công dân Israel ngày 23 tháng 10. Cánh vũ trang của PEG cuối ngày 21 tháng 11 thông báo một nữ con tin người Israel đã chết. PEG cho biết họ đã thể hiện thiện chí thả người này vì lý do nhân đạo nhưng bị đối phương trì hoãn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galang nói nội các Israel sẽ phải cân nhắc các quyết định quan trọng trong vài giờ và vài ngày tới. Theo ông Galang, chiến dịch tấn công trên bộ của Israel ở Gaza là yếu tố then chốt để gây áp lực, buộc Hamas phải đàm phán thả con tin. Khi 4 đến 5 ngày ngừng bắn kết thúc, chiến dịch của Israel ở Gaza sẽ được nối lại toàn lực, ông Galang tuyên bố.